Mấy ngày vừa qua trên mạng xã hội lan truyền đi thông tin là từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11, ở tại Hồ Hoàn Kiếm của Hà Nội sẽ diễn ra lễ hội Sờ Ngực Từ Thiện. Một nhóm kêu gọi gồm các cô gái tuổi từ 16 đến 22 sẽ không mặc áo ngực để cho mọi người sờ ngực. Và mỗi lần như vậy thì người sờ sẽ phải ủng hộ tối thiểu là 50.000 đồng vào quỹ cho đồng bào miền Trung. Sự kiện này ngay lập tức làm dấy lên nhiều tranh cãi do tính nhạy cảm của nó. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên Chào Buổi Tối thì đây là những tin đồn thất thiệt. Sự kiện lễ hội sờ ngực quyên tiền ủng hộ đồng bào miền Trung được một số trang tin tức tổng hợp và tài khoản mạng xã hội đăng tải cách đây ít ngày. Theo đó, từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11, tại Hồ Gươm và Hồ Tây sẽ có một nhóm các cô gái xinh đẹp chỉ mặc áo phông, không mặc áo ngực. Bất kể ai chỉ cần bỏ ra 50.000 đồng là có thể sờ ngực các cô gái này. Số tiền thu được sẽ dùng để ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Sau đó còn xuất hiện thêm thông tin cho rằng trong 2 ngày đầu, các cô gái này đã quyên được tới 300 triệu đồng, nên rất nhiều bạn trẻ đã hưởng ứng tham gia gây ùn tắc giao thông. Ngày hôm nay, phóng viên Chào Buổi Tối đã liên lạc với Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và được xác nhận là đến giờ này chưa có sự kiện nào như vậy diễn ra ở tại Hồ Gươm. Hơn nữa, một sự kiện gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, không phù hợp với thuần phong mỹ tục như vậy, nếu được tổ chức tự phát thì chắc chắn cũng sẽ bị ngăn chặn và xử lý theo quy định. Do đó, nhiều người cho rằng đây chỉ là trò câu like của chủ nhân những trang tin, fanpage trên các diễn đàn, mạng xã hội nhằm thu hút người dùng để có được quảng cáo.